Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với khóa học lập trình BLC Online. Quay trở lại với một loạt series về WinCC Unify. Thì như các video trước, chúng ta đã được làm quen về cái phần là HMI Alarm ở bài Batch 25. Và bài Batch 26 thì chúng ta đã biết cách là export file CSV dưới dạng là Logging Tag. Thì chủ đề ngày hôm nay admin xin hướng dẫn các bạn cái đề tài đó là export alarm hay là export alarm logging ha. Đấy, thì nếu như mà muốn export alarm logging thì ví dụ như tôi có một cái file như thế này đây. Hiện tại ở khu mục này nó chưa có gì hết. Tôi chỉ cần nhấn là export alarm này cái. Đó, thì hiện tại bây giờ nó sẽ tạo ra một cái file là export alarm ngày mùng 7 tháng 11 năm 2022. Thì đúng ngày video ngày là hôm nay là ngày gì ạ? July 2022 này. November được chưa? Đấy. À, ngày mùng 1 thôi. Ngày mùng 1 sau đi ha. Đây. Thì các bạn click lên, các bạn mở lên, các bạn sẽ xem này. Đó. Thì ở đây nó sẽ, chúng ta sẽ có là ngày mùng 1 này. Đó, 8 giờ 51 in Indonesia là thời gian của Đông Dương ha. Đấy, đây là alarm, đây là những cái phần cảnh báo alarm nằm đây. Đấy, thì đây là cái nội dung của bài học ngày hôm nay. Admin muốn hướng dẫn các bạn cái đề tài là export alarm logging ha. Thế để làm sao để export được một cái thằng alarm logging thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Tạm thời admin sẽ tới đây, admin sẽ xóa thằng này đi, được chưa? Rồi, thì trước khi tới phần này xíu xí thì các bạn nào mà gì chưa làm quen được với phần WinCC Unify thì các bạn có thể quay vào cái danh mục danh sách phát ở đây này. Các bạn xem lại từ cái phần WinCC Unify đây ha. Đây là tất cả các bài giảng về WinCC Unify từ bài Batch 0 cho tới bài Batch 26. Thì chúng ta nên làm quen từ bài Batch 25, Batch 26 để chúng ta làm quen với bài ngày hôm nay, được chưa? Chưa kể đó thì WinCC Unify nó được xây dựng từ nền tảng WinCC Runtime Advanced, WinCC Runtime Professional và HMI. Nên hiện tại bây giờ bên trung tâm có các khóa học lập trình BLC Online. Các bạn có thể vào đây, các bạn xem nội dung khóa học này, các quyền lợi khi tham gia khóa học, các chia sẻ các bạn học viên và các trailer về khóa học. Thì hiện tại bây giờ bên trung tâm có 4 khóa là về BOCS 7.2.5 WinCC cơ bản này. Đó, được chưa? Rồi khóa về BOCS 7.2.5 WinCC nâng cao, khóa mảng liên thông công nghiệp, khóa 300-400 biến tần. Hiện tại đang được giảm giá là full 4 khóa là chỉ với 700k. Các bạn nào đăng ký thì liên hệ admin, được chưa? Rồi không mất thời gian của các bạn nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cái phần là WinCC Unify bài cái phần là Xbox Alarm Logging ha. Đấy, thì để làm được như vậy thì đầu tiên chúng tôi sẽ tạo một cái thằng nút nhấn. Giả sử tôi copy thằng này đây ha. À, thôi tôi tạo một cái thằng nút nhấn mới đi ha. Tôi sẽ vào 11 này. Ở đây tôi sẽ tạo một cái thằng nút nhấn đi ha. Đó. Rồi, ở đây tôi sẽ đổi cái tên nó là gì ạ? Tới đây các bạn làm nó cũng đơn giản thôi. Rồi, chúng ta chỉ đổi đây là cái phần là Xbox thôi. Xbox Alarm đúng không? Đấy. Rồi, sau đó các bạn sẽ vào cái mục là Event này. Trong cái phần Event thì các bạn nhấn JavaScript cho admin. Ở đây các bạn chọn sweep, các bạn chọn là alarm logging, các bạn chọn là export alarm logging at CSV. Đó ha, thì lập tức nó sẽ tạo ra một cái file như thế này này. Đó, được chưa? Tới đây nếu như các bạn chọn ở đây là gì ạ? CSV đi, giả sử tôi chưa làm gì, tôi chọn đây là CSV. Được chưa? Rồi tôi load file runtime xuống nhé. Các bạn nó lưu ý nó là gì, tên file là alarm log file.csv nha. Rồi sau đó các bạn vào cái mục này, các bạn reload nó lại này. Bây giờ tôi nhấn cái phần là export alarm này. Đó, thì nó sẽ lập tức nó sẽ tạo ra được một cái thằng là gì ạ? Nó sẽ tạo ra một cái thằng alarm log file đây. Các bạn mở lên này. Thì các bạn sẽ thấy ID này. Alarm class state, đúng không? ID này. Alarm class state. Thì cái thằng ID là thằng này này. Đấy, các bạn nhìn vô đây các bạn sẽ thấy thằng ID là thằng này này. Alarm class là thằng này này. Và state là thằng này này. Đó, được chưa? Đấy, alarm class này, được chưa? Đó. Thế thì nếu như các bạn nhìn thấy ở đây này, các bạn nhìn thấy trong cái mục là danh mục alarm á, thì nó có là gì ạ? Alarm class thì nó có rồi này. Nó còn là cái thằng alarm test nữa đúng không? Alarm test ở đây nữa này. Đó, alarm test này. Đúng không ạ?
Thì nếu như các bạn muốn thêm thì sao? Thì đầu tiên là cái tên file này, các bạn muốn sửa lại tên file nhé. Tên file thì bây giờ chúng ta muốn sửa là ngày 7 tháng 1 năm 2022 như thế này đi. Đó thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đấy, thì đơn giản thôi, chúng ta sẽ qua cái đoạn này này. Chúng ta sẽ qua cái đoạn mà hôm bữa chúng ta làm, chúng ta vào cái đoạn này này. Đó, chúng ta sẽ copy cái đoạn này lại. À, copy cái đoạn này, copy này, thấy chưa? Ctrl C này, thấy chưa? Đấy, qua đây thì chúng ta sẽ từ. Chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ copy đoạn này chứ. Đấy, chúng ta copy này, Ctrl C này. Đúng không ạ? Không phải, chúng ta copy đoạn này thôi. Đấy, Ctrl C này, được chưa? Copy luôn chứ. Đúng rồi, xin lỗi các bạn ha, copy Ctrl C các đúng luôn, chúng ta copy cái đoạn này luôn này. Đó, Ctrl C này. Được chưa? Cái đoạn này thì hôm bữa các bạn biết rồi đúng không? Chúng ta quay qua đây, chúng ta cái Ctrl V. Thì ở đây thì chúng ta ghi là gì? Export alarm thôi. Export này. Alarm đúng không? Đó. Chúng ta ghi một cái tên file là export alarm. Thời gian của nó là đây đúng không? Sau đó chúng ta sẽ bỏ hai thằng này đi. Đấy, chúng ta sẽ bỏ hai thằng này đi. Được chưa? Đấy. Rồi sau đó chúng ta được như thế này thì chúng ta build lại thôi. Nó không có lỗi thì chúng ta sẽ load chân tam nó xuống này. Đấy đây. Sau đó chúng ta chỉ cần nhấn cái phần export alarm này. Đó. Thì nó sẽ tạo ra một cái tên là export alarm ngày 7 tháng 11 năm 2022 nằm đây luôn. Chúng ta click vào đây chúng ta coi. Đó. Thì nó hiện tại bây giờ nó chỉ có là alarm ID alarm stay thôi đúng không? ID alarm stay. Đó. Ở đây này các bạn muốn cộng thêm khoảng thời gian thì các bạn chỉ cần copy control copy đây ha. Chúng ta sẽ control base ở đây, chúng ta sẽ cộng với cái thằng time ở đây ha. Chúng ta sẽ cộng với thằng một cái thằng time ở đây nữa. Đây chúng ta sẽ cộng thêm time đi ha. Đó được chưa? Rồi tương tự ở đây thì chúng ta sẽ cộng thêm một cái thằng nữa. Alarm thì chúng nó sẽ có gì ạ? Alarm test đúng không? Đấy, alarm test. Được chưa? Thằng tham thì các bạn vô đây các bạn sẽ thấy này. Ở đây là thằng alarm test thì chúng ta sẽ lấy thằng event test ở đây. Còn thằng time thì chúng ta sẽ lấy thằng ray time này nhé. Ray time này nhé. Thì ở đây có cái phần là ở đây chúng ta sẽ copy cái thằng này này, copy này. Copy thằng này thôi. ID rồi gì ạ? ID rồi tới time đúng không? Chúng ta cần copy Ctrl C này. Ta cần Ctrl V này, đúng không ạ? Ở đây thì chúng ta sẽ có lấy là cái thằng là login alarm stay này. Ctrl C vào đây ha. Ctrl V. Ở đây thì nó sẽ chấm gì ạ? Chấm ray time ở đây ha, copy đi. Chấm ray time. Đấy, chấm ray time. Rồi thằng cái thằng alarm test này á thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ copy thằng này. Rồi chuyển chuẩn V đây ha. Chúng ta sẽ chấm copy thằng này này. Đúng không ạ? Ctrl C này. Chúng ta Ctrl V và chúng ta sẽ chấm gì ạ? Chúng ta sẽ chấm cái thằng là event test. Event test nằm đây. Đấy. Chúng ta sẽ chấm cái thằng event test nằm đây. Được chưa? Đó. Còn ở đây thì các bạn xin lỗi các bạn ha, cái đoạn này thì chúng ta sẽ không phải để dấu cộng nhá, cộng không? Dấu cộng thôi chúng ta phải để cái thằng này nhá, copy Ctrl C nằm đây chứ. À làm test này. Đấy. Được chưa? Đấy, đầu tiên chúng ta có ID này, time này. Là time này. Alarm class này. Alarm test này. State này. Đó, rồi chúng ta sẽ load nó lại này.
Rồi sau khi chúng ta run time xong á thì bây giờ chúng ta nhấn lại này, export alarm này. Đấy, thì nó sẽ tạo ra một cái thằng là export alarm đây, cái thằng này đây ha. Này tôi nhấn lại này. Export alarm này. Thì nó sẽ tạo ra một cái thằng export alarm đây. Nhưng mà các bạn nhìn thấy ở đây có ID, có arm, có alarm class này, alarm test này, stay này, nhưng nó chưa có giá trị đúng không ạ? Nó chưa giá trị thì các bạn chỉnh ở đây cho admin một chút xí, các bạn chỉnh ở đây này là ở đây chúng ta sẽ chỉnh là end star nhé. Đây chúng ta sẽ chỉnh end ngược lại chút xí các bạn ha. End này. End star và ID nằm đây ha. Được chưa? Bây giờ tôi load lại nha. Rồi, bây giờ tôi sẽ load lại này. Đó, tôi load lại này. Để cho tôi nhấn export alarm này. Thì nó sẽ tạo ra một cái thằng export alarm đây. Đấy, tôi kéo ra thì các bạn nhìn thấy này. Ở đây bây giờ nó sẽ ra con số ở đây ha. Đấy, stay đây, không biết stay đây là gì luôn, không có kết quả luôn. Alarm class. Đúng không? Alarm test thì không thấy luôn này. Đấy, các bạn nhìn thấy là alarm test không thấy, thời gian đây là sai này. Ở đây nó đang có vấn đề nằm đây này, thì chúng ta sẽ vô đây chúng ta kiểm tra lại nhá. Chúng ta vào cái thằng này chúng ta kiểm tra lại này. Đầu tiên là ID này. Cổng time này. Đúng không ạ? Cổng thằng này. Cổng alarm. Rồi. Còn đây chúng ta thiếu một cái thằng này các bạn, copy đây này. Ctrl C đây ha. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ vô đây Ctrl V nằm đây. Đúng không? Để nó chọn tới thằng đấy đúng không ạ? Thiếu thằng này nè, đây cũng thiếu các bạn nhỉ. Ở đây chúng ta cũng thiếu này. Đó, đúng không ạ? Đây chúng ta thiếu nên khả năng nó xảy ra không đúng. Rồi, chúng ta load file runtime lại nhé. Rồi bây giờ là 9:31 đây, 9:32 tôi nhấn export alarm này này. Đó thì nó ra cái 9:32 này. Tôi mở lên cho xem này. Đấy các bạn nhìn thấy bây giờ là đúng chưa, đúng không? Ở đây này, time này, alarm class này, alarm test này. Đấy, alarm test này. Stay này, nếu như các bạn không biết stay này là gì, tôi cũng không biết stay này làm gì hết. Còn cái thằng time này thì các bạn vô đây các bạn bỏ nó đi. Thằng time này thì các bạn sẽ chỉnh sửa đây, vô đây một chút xí là chúng ta sẽ chỉnh sửa là giống như video trước chúng ta chọn là new gì ạ, date đúng không? Đó, chúng ta sẽ bỏ thằng này vô đây. Ok. Đấy, new date. Tới đây mà các bạn không biết cái thằng stay này làm gì thì các bạn xóa nó luôn đi. Stay này làm gì thì các bạn ở đây cũng vậy, thằng stay này nếu như chúng ta không biết nó là gì chúng ta bỏ nó luôn đi. Đó, được chưa? Rồi chúng ta load lại cho file nhé. Rồi chúng ta gì ạ? Export alarm nhé. Đó. Export alarm. Bây 9:34 rồi, thằng này chưa ra ta. Export alarm. Nó đóng cái thằng này lại. Được chưa? Rồi. Export alarm này. Rồi 9:34 này. Đó. Thì chúng ta sẽ nhìn vô đây chúng ta sẽ thấy hôm nay là ngày giờ mà đúng này. Alarm class 2 giờ này. Đấy. Chúng ta đã có như thế này rồi. Bây giờ nếu như các bạn nào mà muốn gì ạ? Khi nào có sự kiện thì nó mới xuất ra file CSV thì sao ạ? Đấy thì chúng ta sẽ copy thằng này vô đây. Chúng ta sẽ vào cái mục này đi, mục này nhá, chúng ta sẽ vào cái thằng này này. Được chưa? Chúng ta vào chúng ta copy mục này. Chúng ta cần Ctrl C này. Các bạn vào cái phần là schedule task cho admin ha, schedule task này. Đúng không? Chúng ta chọn task 2 đây đi ha. Ở đây các bạn chọn cho admin alarm đi. Đó, alarm thì nó mới tác động được chưa?
Người ta chọn alarm để cho nó khi nào nó bị alarm nó mới tác động. Ở đây thì các bạn chọn cho admin là khi nào nó incoming này. Và chúng ta sẽ chọn ở đây là gì ạ? Alarm hoặc là alarm classic name ha, hoặc là nó sẽ warning. Đó, thì chúng ta đang làm hai cái thôi. Alarm hoặc là gì ạ? Hoặc là warning. Bởi vì sao ạ? Bởi vì trong cái phần là HCMI alarm ấy, chúng ta chỉ có chọn hai thằng alarm ở đây và bên dưới này là warning và alarm, nên ở đây tôi sẽ chọn là gì ạ? Ở thằng schedule tag là khi mà nó xuất hiện alarm, đúng không ạ? Và nó bằng cái thằng là warning hoặc là alarm thì nó mới xuất hiện thôi, nó mới out thôi, thấy chưa? Đây các bạn nhìn này, hiện tại bây giờ chưa có lỗi gì hết á, nên là cái thằng này nó chưa tạo ra file này. Vô tình nếu như giả sử tôi tăng thằng này lên này, tôi tăng thằng này lên nhá, đó, thì lập tức là gì ạ? Nó lập tức là nó tạo ra một cái file là export alarm nào đây, đấy, được chưa? Đấy, giả sử tôi xóa thằng này đi nhá, đó, tôi cho thằng này xuống này, đúng hay không này? Đấy, thì nó sẽ tạo ra thằng export alarm nào đây, đó, được chưa? Đó, giả sử tôi cho thằng này lên này, on đi, đó thì nó sẽ tạo ra thằng alarm đây này. Thì cái thằng này là nó sẽ tạo ra các sự kiện của alarm ha, nghĩa là nó khi nào nó thấy cái giá trị xuất hiện cảnh báo hoặc alarm thì nó sẽ out lên. Đó, được chưa? Các bạn click ở đây các bạn có thể xem. Đấy, được chưa? Đấy là nội dung của bài học ngày hôm nay về chúng ta về cái phần là export alarm, được chưa? Các bạn nào mà chưa thành thạo thì các bạn sẽ xem kết hợp hai bài. Một cái bài là bài BAS 25 và bài H16 để hôm nay để làm quen được với bài BAS 27. Thì cơ bản về nội dung về phần export alarm của video của admin xin tạm dừng tại đây. Thì các bạn đừng có quên thì hiện tại bây giờ bên trung tâm có các khóa học lập trình BRC online, nên các bạn nào muốn đăng ký thì có thể liên hệ admin. Còn video ngày hôm nay của admin xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn và hẹn gặp lại.